Cha Giang và kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới video này. Và không để quý vị chờ đợi lâu, sau đây sẽ là những tin tức nóng nhất trong ngày. Thực hiện cách ly xã hội, Hải Dương thiết lập 170 chốt kiểm soát dịch. Kính thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của tỉnh về việc cách ly toàn xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 2, ngành công an tỉnh Hải Dương đã khẩn trương phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thành lập 170 chốt kiểm soát dịch các cấp. Trong đó, ngoài 16 chốt cấp tỉnh đã có từ trước sẽ thành lập mới 17 chốt tại các quốc lộ nơi giáp danh với tỉnh, thành phố lân cận. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố thành lập 43 chốt cấp huyện, 94 chốt cấp xã. Công an tỉnh huy động 233 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng khác làm việc tại các chốt cấp tỉnh, còn chốt cấp huyện và xã do các địa phương bố trí. Các chốt làm nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện qua lại, đo thân nhiệt, nhắc nhở, xử lý những trường hợp không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch theo quy định. Theo Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 15 tháng 2 đến 6 giờ ngày 16 tháng 2, ghi nhận thêm 2 ca mắc dịch mới tại tỉnh Hải Dương. Hai ca bệnh đều là F1 đã được cách ly trước đó. Hiện hai ca này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Như vậy, tổng từ ngày 28 tháng 1 đến 16 tháng 2, Bộ Y tế đã ghi nhận 679 ca nhiễm cộng đồng. Ở 13 tỉnh thành, gồm Hải Dương 501, Quảng Ninh 59, Thành phố Hồ Chí Minh 36, Hà Nội 34, Gia Lai 27, Bình Dương 6, Bắc Ninh 5, Điện Biên 3, Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hải Phòng, Hà Giang mỗi nơi 1 ca. Khẳng định không ngăn sông cấm chợ, nhưng trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Hà Nội yêu cầu những người từ thành phố khác trở về thủ đô sau dịp Tết phải khai báo y tế. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Hà Nội thông báo người đi từ vùng dịch từ Hải Dương đến Hà Nội phải chủ động khai báo y tế bắt buộc với tổ y tế cộng đồng tại nơi cư trú. Hà Nội khuyến cáo người dân tự cách ly tại nhà, không di chuyển ra ngoài cộng đồng khi không cần thiết. Người dân từ huyện Cẩm Giang, Hải Dương đến Hà Nội phải chủ động khai báo và lấy mẫu xét nghiệm dịch, cách ly y tế bắt buộc, không được đi ra ngoài cộng đồng. Ai ở yên đó? Quảng Ninh cách ly tập trung tự trả phí với người đến từ Hải Dương. Kính thưa quý vị, từ 0 giờ ngày 16 tháng 2, đối với người từ tỉnh ngoài và Quảng Ninh, tỉnh bố trí cơ sở cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí đối với tất cả những người đến Quảng Ninh từ toàn tỉnh Hải Dương. Tối qua 15 tháng 2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công văn hòa tốc về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo đó, mặc dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt ở một số địa phương trong tỉnh, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh không phát sinh các ca nhiễm ngoài cộng đồng, nhưng tình hình dịch bệnh trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao khi người dân quay trở lại tỉnh Quảng Ninh làm việc, UBND tỉnh yêu cầu. Kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 2, đối với người từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh, tỉnh sẽ bố trí cơ sở cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí đối với tất cả những người đến từ toàn tỉnh Hải Dương và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, là khu vực có quyết định phong tỏa hoặc giãn cách xã hội. Riêng các phương tiện vận tải hàng hóa từ các địa phương được vào Quảng Ninh nhưng chỉ cho phép mỗi xe có một lái xe và phải có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, hàng hóa và khai báo y tế. UBND tỉnh cũng yêu cầu cán bộ, nhân viên, người lao động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về các tỉnh, thành phố nghỉ Tết có nhu cầu quay trở lại Quảng Ninh làm việc. Các doanh nghiệp, cơ sở, đơn vị tự bố trí phương tiện đón người lao động về cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của mình. Quy định này không áp dụng với xe đưa đón công nhân hoạt động thường xuyên theo tuyến cố định. Đặc biệt, ngay khi về Quảng Ninh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chỉ đạo, tổ chức cho người lao động xét nghiệm. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính mới được đi làm trở lại. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan nhà nước cũng phải xét nghiệm dịch và chỉ được đi làm khi có kết quả âm tính. Giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, xác nhận cho phương tiện hoạt động, đồng thời thông tin đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết để chủ động triển khai. Đối với các trường hợp đến từ Quảng Ninh, từ vùng không có dịch, khi vào tỉnh, phải có giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính trong thời gian từ 3 đến 7 ngày trước khi vào tỉnh. Trường hợp không có giấy xét nghiệm phải thực hiện cách ly, theo dõi y tế tại nhà đủ 14 ngày trước khi được phép đi lại, làm việc tại Quảng Ninh. Giao Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo và chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc cách ly. Đối với người Quảng Ninh đi địa phương khác, được phép ra khỏi Quảng Ninh nhưng khi quay lại phải thực hiện theo đúng quy định như trên.
nhìn lại 20 ngày chống dịch của tỉnh Hải Dương. Kính thưa quý vị, ngày 27 tháng 1 năm 2021, lãnh đạo thành phố Chí Linh, Hải Dương cho biết, sau khi nắm được thông tin một cô gái 32 tuổi sinh sống trên địa bàn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus COVID-2. Khi làm xét nghiệm tại sân bay Nhật Bản, thành phố ngay lập tức đã tổ chức họp và kích hoạt hệ thống phòng chống dịch với tinh thần khẩn trương. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lệnh phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh theo hình thức cách ly xã hội, đã quy định trong hạn 21 ngày từ 12 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, đến ngày 16 tháng 2 năm 2021, dịch đã lan ra 11 trên 12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương. Hiện Thanh Miện là huyện duy nhất đến thời điểm này của tỉnh Hải Dương chưa có ca mắc. Hiện toàn tỉnh Hải Dương có tổng số 501 ca mắc trong đợt dịch này, tính đến 6 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2021. Trong đó, thành phố Chí Linh nhiều nhất là 264 ca, Cẩm Giang 65 ca, Kinh Môn 62 ca, Nam Sách 29 ca, thành phố Hải Dương 18 ca. Toàn tỉnh Hải Dương có 103 khu cách ly tập trung, trong đó Chí Linh 29 khu, Kinh Môn 27 khu, Cẩm Giang 16 khu. Lực lượng chức năng truy vết và đưa đi cách ly 13.852 trường hợp F1, trong đó 3.211 trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly. Trong 58.701 trường hợp F2, có 30.121 người đã hoàn thành cách ly tại nhà. Lực lượng chức năng đã lấy được tổng 98.000 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Có 4 cơ sở đang điều trị cho 411 bệnh nhân, trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh 7 bệnh nhân, Bệnh viện Dã chiến số 1, Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh 194 bệnh nhân, Bệnh viện Dã chiến số 2, Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 210 bệnh nhân. Trong tỉnh Hải Dương có 4 ổ dịch lớn gồm Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn và Nam Sách. Tại các ổ dịch Kinh Môn, Chí Linh, Nam Sách đã cơ bản được kiểm soát và khống chế. Ổ dịch tại Cẩm Giàng đang diễn biến phức tạp. Phát biểu tại cuộc họp thường trực chính phủ của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, chiều 15 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá, trong số 13 tỉnh, thành phố có dịch đợt này, tình hình dịch tại các tỉnh Hải Dương tương đối phức tạp. Có 11 trên 12 huyện có ca nhiễm nhưng các huyện cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. Ông Long cho rằng riêng ổ dịch ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương còn phức tạp, có khả năng kéo dài do có khu công nghiệp lớn với 60.000 công nhân giao lưu đi lại giữa các địa phương lớn. Ngoài ra, tại huyện Cẩm Giàng có công ty Kuroda Kagaku có 12 ca mắc và hiện hơn 400 công nhân của công ty đã cách ly tập trung. Cách ly xã hội toàn tỉnh, siết chặt hơn các khu phong tỏa. Trước diễn biến phức tạp trên địa bàn, đặc biệt số ca mắc tại khu vực cách ly tiếp tục tăng, tỉnh Hải Dương đã quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 16 tháng 2 để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Quyết định cách ly xã hội của tỉnh Hải Dương nêu rõ, mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ có sự chỉ đạo thực hiện cách ly phù hợp với tình hình dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện phong tỏa chặt chẽ thành phố Chí Linh đến khi kiểm soát, dập được dịch. Thực hiện cách ly xã hội cao hơn, tương đương mức độ phong tỏa ở Chí Linh và Cẩm Giàng. Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng yêu cầu phải tăng cường cao độ các giải pháp phong tỏa, cách ly để hạn chế phát sinh các ca bệnh trong khu cách ly, khu phong tỏa. Lực lượng quân đội trực tiếp chủ trì, điều hành các khu cách ly tập trung có quy mô trên 100 người. Đối với những khu cách ly quy mô nhỏ hơn, lực lượng quân đội phải đóng vai trò đóng cốt trong quá trình điều hành. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu đề nghị huy động ngay các cơ sở của các đơn vị thuộc quân khu 3 phục vụ cách ly. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát 100% các khu cách ly trong tỉnh, kiên quyết không cho nhận người cách ly vào nơi không đủ điều kiện, yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm phòng chống dịch trong khu vực cách ly. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm và sẽ bị kỷ luật nếu để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chí Linh, Hải Dương cho biết, những ngày qua, trong khu cách ly tập trung của các công nhân trên địa bàn thành phố Chí Linh đã xuất hiện nhiều trường hợp mắc dịch, vì vậy khả năng nhiễm chéo có thể sẽ cao. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu ngay trong chiều 15 tháng 2 giải tỏa toàn bộ công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Pô Trang Việt Nam cách ly tại trường Trung cấp nghề Việt Nam, Canada ở phường Cộng Hòa, Trung học phổ thông Chí Linh, trường tiểu học Chu Văn An, thành phố Chí Linh đến địa điểm khác. Kiểm tra ngay khu cách ly tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kuroda Kagaku. Giải tỏa công nhân đến địa điểm khác nếu không đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm và phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng chống dịch tại các khu vực phong tỏa. Nâng công suất xét nghiệm lên 30.000 mẫu mỗi ngày. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nâng cao công suất xét nghiệm tối đa lên 30.000 mẫu một ngày.
tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương hỗ trợ Hải Dương xét nghiệm tại các địa bàn, xây dựng kế hoạch xét nghiệm cụ thể, trong đó ưu tiên các trường hợp F2, người có nguy cơ cao và trả kết quả ngay trong ngày. Để đảm bảo công tác lấy mẫu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương huy động sinh viên tham gia tình nguyện lấy mẫu xét nghiệm. Sở Y tế tham mưu mua sắm trang thiết bị trong tình trạng khẩn cấp để nâng công suất giường bệnh tại Bệnh viện Dã chiến số 2 đảm bảo điều kiện xét nghiệm, điều trị. Đối với Bệnh viện Dã chiến số 3, Sở Y tế sớm tiếp nhận phòng điều trị do Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ. Trong điều kiện chưa có bệnh nhân thì sử dụng Bệnh viện Dã chiến số 3 làm khu cách ly. Các cơ sở y tế trong tỉnh phải tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khám sàng lọc các bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Các nghị sĩ Mỹ lập ủy ban độc lập điều tra vụ bạo loạn tại Quốc hội. Kính thưa quý vị, trong một bức thư gửi các nghị sĩ Mỹ ngày 15 tháng 2, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết, ủy ban trên sẽ giống như ủy ban được thành lập sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York và Lầu Năm Góc. Ủy ban cũng sẽ xem xét các sự thật và nguyên nhân liên quan tới việc chuẩn bị và phản ứng của cảnh sát điện Capitol và các lực lượng thực thi pháp luật liên bang, bang và địa phương khác. Bà Pelosi đã chỉ định tướng về hưu Rusen Horono, người từng điều phối ứng phó với siêu bão Katrina, đánh giá vấn đề an ninh tại điện Capitol sau vụ bạo loạn làm 5 người thiệt mạng. Theo bà Pelosi, dựa vào các phát hiện sơ bộ của ông, Quốc hội phải phân bổ thêm quỹ nhằm đảm bảo sự an toàn cho các thành viên và an ninh của Điện Capitol. Rõ ràng là từ những phát hiện của ông ấy và từ phiên tòa luận tội, chúng ta nắm rõ được sự thật về những gì đã xảy ra, Chủ tịch Hạ viện nói. Hơn một tháng sau vụ bạo loạn, tòa nhà Quốc hội Mỹ hiện vẫn được đảm bảo an ninh bởi 5.000 lính vệ binh quốc gia và hàng rào cao 2,5m, vốn được dựng lên sau vụ tấn công. Các binh sĩ dự kiến sẽ vẫn ở lại đây cho tới giữa tháng 3. Hồi tháng trước, lực lượng cảnh sát bảo vệ Điện Capitol đã hối thúc các nghị sĩ bổ sung hàng rào cố định và có các biện pháp an ninh dự phòng. Nhấn mạnh tới một đánh giá an ninh vào năm 2006, đề xuất lập hàng rào cố định bao quanh tòa nhà. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ và thị trưởng Washington Muriel Bowser đã hối thúc các lãnh đạo quốc hội không dựng hàng rào an ninh kiên cố hay an ninh quân sự lâu dài quanh tòa nhà quốc hội. Hơn 200 người đã bị truy tố với các tội danh liên bang vì tham gia vụ tấn công nhằm vào trụ sở quốc hội hôm 6 tháng 1. Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 13 tháng 2 đã được tha bổng trong phiên tòa xét xử của ông tại Thượng viện. Ra mắt tại G7, ông Biden sẽ thảo luận về thách thức từ Trung Quốc. Kính thưa quý vị, ông Biden sẽ chú trọng vào sự đối phó của thế giới đối với đại dịch và nền kinh tế thế giới tại hội nghị thượng đỉnh. Lãnh đạo nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới, gồm Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật, Anh, nhóm G7. Hội nghị trực tuyến G7 diễn ra vào thứ 6 tuần này, sẽ là lần đầu tiên các lãnh đạo khối này họp nhóm kể từ tháng 4 năm ngoái. Ông Biden từng tuyên bố rằng ông sẽ có cách tiếp cận khác hoàn toàn với người tiền nhiệm Donald Trump, người đã đưa Mỹ ra khỏi WHO và không tham gia chương trình COVAX nhằm phân phối vaccine tại các quốc gia ít phát triển hơn. Các quyết định mà chính quyền Biden đã đảo ngược. CSNP dẫn lời một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Thượng Hải nhận định, ông Biden nhiều khả năng sẽ dùng thượng đỉnh G7 lần này để phát đi tín hiệu về ý định của ông nhằm lấy lại vị thế của Mỹ trong sự lãnh đạo toàn cầu. Ông Biden muốn chứng tỏ với thế giới rằng Mỹ đang trở lại chính trường thế giới và sẵn sàng trở lại dẫn dắt sau 4 năm của ông Trump. Trong đó, vai trò của Mỹ trên thế giới đã suy giảm nhanh chóng, chuyên gia trên cho hay. Sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng khi Washington tìm cách bắt tay với các đồng minh để cạnh tranh với Trung Quốc. Khi Mỹ tìm cách lãnh đạo sự đối phó toàn cầu đối với đại dịch và giành lại vị thế, Trung Quốc sẽ đối mặt với bài toán liệu có tham gia với Mỹ hay đưa ra một kế hoạch song song của riêng mình. Ngay sau khi nhậm chức hôm 20 tháng 1, Tổng thống Biden đã ký các mệnh lệnh hành pháp đưa Mỹ tái gia nhập WHO, thỏa thuận khí hậu Paris và các thỏa thuận khác. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên qua khi hai nước mâu thuẫn về nhiều vấn đề, trong đó có đại dịch. Cuối tuần qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tuyên bố Washington có những lo ngại nghiêm trọng về phát hiện ban đầu của cuộc điều tra dịch kéo dài cả tháng mang tính chính trị hóa cao và bị trì hoãn của WHO về nguồn gốc đại dịch tại Trung Quốc. Anh là chủ tịch G7 trong năm nay và dự kiến tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp vào tháng 6 tới. Nước này đã đề xuất mở rộng khối thành viên Liên minh Dân chủ có tên là D10 để bổ sung Australia, Hàn Quốc và Ấn Độ. Nhưng kế hoạch này bị cho là bị hoãn lại
do có lo ngại rằng việc Australia tham gia sâu hơn vào G7 sẽ bị coi là khiêu khích đối với Trung Quốc do mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Tuy nhiên, Australia được cho là đã được mời tham gia tất cả các phiên họp của Thượng đỉnh G7 tháng 6.